Xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một vài cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái dòng máy chiếu mini của BenQ, đó là GV1 nha các bạn. Con GV1 này thì nó cái trọng lượng của nó rơi vào tầm cỡ khoảng 700g, khá là nhỏ gọn, chúng ta có thể mang đi bất cứ đâu. Tôi sẽ để lưu ý cho các bạn một số cái thông tin như sau. Thứ nhất, đây là cái dòng máy mà nó tự động chỉnh vuông hình. Do đó thì khi mà chúng ta đặt cái máy và cái màn á, thì chúng ta đặt chính diện ở vuông góc. Trong trường hợp mà cái hình nó cao hơn hoặc thấp hơn so với cái máy chiếu thì chúng ta sẽ bẻ cổ nó nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Cái phần này chúng ta bẻ gập lên xuống được này. Đó, bẻ nhẹ nhàng thôi nha các bạn ơi. Đó, trong trường hợp mà cái màn nó cao quá thì chúng ta có thể kê thêm cái gì phía đằng sau này. Nhưng mà hạn chế kê thật, cái cổ này nó chỉnh là khá ok rồi. Trên thân máy thì nó sẽ có một cái số cái nút này. Nút cộng trừ là tăng giảm volume này. Nút này tắt mở nguồn. Cái nút này là cái nút switching này là cái nút mà chúng ta chuyển cái máy chiếu từ chế độ chiếu bóng đèn sang chế độ nghe nhạc đó. Nếu mà cái máy đang chạy mà các bạn bấm cái này thì bóng đèn sẽ tắt và nó chuyển sang cái chế độ là lấy cái âm thanh từ Bluetooth. Dòng này nó có tích hợp Bluetooth, loa 5W và tích hợp hệ điều hành Android, tích hợp pin, rồi Wi-Fi 2.0 tần, chạy hệ điều hành Android 7 chấm và có bộ nhớ RAM 1GB, ROM là 8GB. Dòng này thì có giá bán khoảng trên 10 triệu đồng một chút. Và đây là một cái mẫu máy chiếu thích hợp cho xem phim giải trí gia đình, cũng như là thích hợp cho những cái bạn trẻ mà thích họp nhóm, ưa thích cái sự năng động, gọn nhẹ. Giá thành dòng này thì các bạn check trên trang web là máychiếugiarẻ.vn. Phụ kiện này kèm máy quan trọng nhất là cái remote. Các bạn đừng bao giờ để mất cái remote này nha. Tại vì không có cái remote là chúng ta không có cách nào chúng ta chỉnh được trên máy đâu. Nó chỉ có mấy cái nút cơ bản thôi. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về cái những lưu ý khi sử dụng máy chiếu BenQ GV1. Các bạn lưu ý là trước khi đi xa thì chúng ta nên sạc đầy pin nha nha. Pin của nó chắc sử dụng liên tục được khoảng 5-6 tiếng đấy, nhưng mà chúng ta nên sạc đầy đi trước khi chúng ta đi xa. Còn USB Type-C này, đây cũng sạc này. Và có một lưu ý nhỏ nữa nhưng mà nó rất quan trọng, đó là trong quá trình sử dụng chúng ta đừng bao giờ chúng ta lau chùi cái ống kính phía trước. Nếu mà chúng ta lau chùi cái ống kính phía trước nó sẽ dễ bị trầy xước, làm cho hình ảnh chiếu ra nó bị xấu. Các bạn lưu ý dùng nha. Theo máy thì nó sẽ có cái bao da, nếu mà khi nào chúng ta không sử dụng nó, chúng ta bỏ cái máy vào bao da thì nó sẽ tránh trường hợp bị bụi bẩn và bị trầy xước máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.